Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại kênh Hà Thành Audio Review. Số Hà Thành hôm nay lại review tới quý vị một cái bộ cấu hình âm thanh loa Mỹ và một chiếc âm ly đến từ Nhật. Trong đấy với cấu hình này thì Số Hà Thành review cho quý vị một cặp loa cũng như một chiếc âm ly rất phù hợp với cái không gian gia đình, rồi là quán, rồi là những điểm văn phòng. Đấy, quý vị cũng thể chơi được nhá. Với giá thành thì nó rất là hợp lý. Trong đấy là cấu hình loa thì quý vị có thể là vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke gia đình được. Đấy, và một chiếc âm ly Denon có model là 390 45 mã màu đen. Chiếc này là bản 150W quý vị nhé. Đấy, và một cặp loa đến từ thương hiệu Bose 301 Series 2 Monitor. Đầu tiên em sẽ xin đi vào chia sẻ cái thông số của hãng về cặp loa quý vị nhé. Cặp loa Bose 301 Music Monitor 2, cũng nghĩa là gọi là 301 Series 2, là một cái sản phẩm của hãng Bose của Mỹ, thương hiệu đến từ Mỹ. Cặp này thì chuyên sử dụng cho nghe nhạc cũng như hát karaoke với một cái thiết kế khá là hiện đại. Đấy, thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng cũng khá sang trọng. Đấy, còn cái trông nó bé thôi, bát 20, nhưng mà cái lực nó rất là mạnh mẽ quý vị nhé. Quý vị chơi những cặp như này thì gọi là nồi đồng cối đá rồi, nó là dòng gọi là quốc dân hát hò, quốc dân của Mỹ, nghe nhạc của Mỹ rồi. Cặp loa có trở kháng là 8 ohm, công suất max một chiếc là 150W, rất là mạnh mẽ. Bát thì uy lực chất âm chi tiết, sáng rõ ràng đặc trưng. Đấy, Bose thì nó rất đặc trưng mà hay rồi, quý vị có thể dùng để kết hợp nghe nhạc cũng như là hát karaoke gia đình rất là hay. Hàng này thì hàng bên em đấu giá về từ Mỹ về quý vị nhé, là chất lượng rất là tốt. Đấy, tất cả là bao zin, bao đẹp cho quý vị. Một chiếc loa này thì size của nó chiều ngang là 43, chiều rộng 27 và chiều sâu là 24 cm, trọng lượng là 11 kg một cặp quý vị nhé, 11 kg một chiếc. Đấy, đây là những cái e-căng này, cái cặp e-căng của nó đang đẹp tinh này quý vị nhé, căng sạch tinh luôn. Nó gồm hai miếng này, một miếng bên hông, một miếng phía trước này nhá. Cho em cờ nó ra gọi là sạch tinh luôn rồi. Đấy, quý vị xem. Nét căng này nhá. Đấy. Dòng này bát 20 quý vị nhá. Củ rất là lớn luôn, đây mạc xanh này. Gân cao su zin này, đấy tất cả các ốc vít này chưa có đụng chạm nhá, tép. Màng tép này, ốc sạch tinh như này. Đấy. Phủ mình lớp dây xi màu đen quý vị nhé, xi màu đen nguyên thủy nhé. Những cái này bọn em không phải lau chùi dầu bóng hay gì luôn, nó mọc nguyên thủy này luôn. Cặp này nó rất may mắn là nó kề CD quý vị nhé. Chiếc bên này là đây, Bose 301 Music Monitor 2, CD của nó là 10125287. Chiếc này chiếc LED quý vị nhé. Chiếc bên trái nhé, đây chiếc bên phải đây. Đấy, chiếc bên phải là chiếc Rai, chiếc bên phải đây 125286. Đấy, một chiếc 86, chiếc 87 quý vị nhé. Số tiến nhé. Để phối ghép với cái cặp loa Bose 301 Series 2 Monitor thì shop Hà Thành phối ghép với một cái chiếc âm ly đến từ hãng Denon quý vị nhé. PMA 390 45 mã màu đen. Gọi là màu đen huyền thoại rồi. Chiếc này cũng thuộc dòng hàng đấu giá về nên rất là sạch sẽ quý vị nhé. Gọi là nó nét căng luôn rồi. Đấy, đẹp tinh như này. Không có điểm xước, không có lốt xước mèo cào nào vị nhé, mặt mũi sáng choang. Nội thất thì sạch tinh rồi. Đấy, đây là phía cầu sau đang sạch sẽ này. Đây. Denon 390 45 mã. Điện là 100V, công suất 135W, giải tần là 50-60Hz. Chiếc này series đuôi của nó là 1456 quý vị nhé. Made in Japan. Đây. Japan, hàng này là vẫn là hàng đời sản xuất tại Nhật quý vị nhé. Một cái bộ cấu hình về hình thức cũng đẹp, gọn nhẹ, nhưng mà nội lực cũng rất là tốt. Quý vị vừa cái nhạc vừa hát hò hay nhé. Kệ bày thì nó gọn nhẹ thôi. Bốt này thì quý vị có thể là quý vị đặt ở trên các cái kệ chung cư hoặc phòng khách, mình cần đặt nằm ngang được. Mà quý vị có thể đặt nằm dọc, đứng dọc này cũng rất đẹp nhé. Đấy, đứng dọc này nhé. Quý vị lắp cái căng lên thì trông cũng không khác gì là 601 là mấy nhé, 601 Series 3 nhé. Rất đẹp luôn. Ok quý vị, giờ em sẽ test một cái
cái bản nhạc từ cái đầu CD nhé. Đấy, đầu CD thì có nguyên khiển như này. Đấy. Đấy, quý vị nào mà mua âm ly thì nó sẽ có cái khiển này riêng nhé. Khiển này nó sử dụng chung cho được trên đầu CD và trên âm ly nhé. Đây em đang dùng đầu CD là 1500 AL và dưới là âm ly là 390 45 mã. Giờ em sẽ test một đoạn nhạc cho quý vị cũng cùng nghe nhé. Chuyển bài cũng như là em mở rồi volume to nhỏ rồi chuyển cầu trên điều khiển như này quý vị nhé. Quý vị chơi âm ly này thì nên có một chiếc điều khiển zin của hãng Denon như này. Đấy, thì quý vị có thể chơi được tất cả những thiết bị liên quan đến hãng Denon nhé. Đấy, chung nó bé đó, nhưng mà trong này nó có cả những cái đường là chỉnh cho MD này, CD này và âm ly quý vị nhé. Tất cả các mã âm ly mà nó đều có mắt quăng, đều có mắt cảm biến thì quý vị có thể đều dùng trên chiếc điều khiển được nhé. Em đi thêm một chút ở cái phần âm ly. Âm phi đền ông PMA 390 45 mã màu đen này thì nó cũng công suất rồi là mọi thứ nó cũng tương tự con bản gôn thôi. Quý vị nào về cây đồ cũng như là những cái loa mà nó có những cái màu sắc màu đen này thì quý vị có thể là chơi âm ly màu đen để cho nó phối hợp với cái đầu CD cũng như là cặp loa nhé. Chiếc này là 135W, đấy, bát tép lau lướt đầy đủ. Đánh cộng A, B hoặc A cộng B. Đấy, đặc biệt là những cái dòng này nó có mắt quang điều khiển rồi, quý vị dùng nó rất hiện đại nhé. Rất phù hợp với kê bày của cái không gian gia đình của mình. Ok quý vị, như vậy em vừa test một cái bản nhạc trữ tình khá là hay. Và số bà Thành xin báo giá luôn với cái bộ cấu hình mà review cũng như là giới thiệu cho quý vị trong ngày hôm nay. Chiếc âm ly 390 45 mã bản Black. Đấy, Black Sebenso. Gọi là có điều khiển. Số bà Thành xin báo giá âm ly không là 4 triệu tròn quý vị nhé. Còn quý vị nào lấy điều khiển thì là thêm 500 ngàn nhé. Điều khiển này sử dụng được cho cả âm ly này, cho cả CD này, cho cả những cái thiết bị âm ly và CD khác, hoặc là MD nhé. Đầu MD cứ của hãng Denon là quý vị xài được nhé. Đấy. Và một cặp loa để phối hợp với chiếc âm ly là một cặp loa đến từ thương hiệu Bose 301
Đấy, series 2 monitor này, hay còn gọi là Bot 3 là một series 2 monitor. Đấy, với một mức giá là 6 triệu 500 nghìn đồng quý vị nhé. Nó rất hợp lý thôi. 6 triệu 500 nghìn đồng cho cặp loa Bot. Đấy, 301 series 2. Quý vị nào có thể là mua đồng bộ cả sản phẩm, cả bộ nhé, là 10 triệu 500. Lấy thêm khiển là 11 triệu. Còn không thì quý vị có thể là mua tách rời ra với loa là 6 triệu rưỡi và âm ly là 4 triệu, khiển là 500 ngàn. Đấy. Đơn giá trên thì shop báo giá tại cửa hàng, tại kho, chưa bao gồm phí ship. Quý vị nào mà cảm mến tới những cái sản phẩm mà shop Hà Thành vừa review cũng như là quay kỹ cũng như là để giới thiệu quý vị ngày hôm nay thì quý vị xin liên hệ với shop theo số điện thoại 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Shop Hà Thành Audio Review là một shop mới của kênh Hà Thành Audio, chuyên review và test nhạc những cái bộ âm thanh với bộ cấu hình giá bình dân cho tới cao cấp để quý vị có những cái trải nghiệm như là quý vị được nghe những cái bản test trên những cái bộ dàn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới.